xuất hiện bạch xà ở Đồng Tháp. Không gì đó. Cái da mắt lạnh à. Ui giời ơi, cái da nó trắng mà nó mượt. Là nó nếu mà nuôi lớn hết đát nó khoảng từ 100 kg chứ không dưới nữa. Ba con. Mỗi một con 1,5 kg là nó quất 3 con mạnh giỏi. Con trăn này đã xảy ra đến 3 lần rồi mà không mắc. Ông nó bò nó coi như nó muốn phá chuồng nó đi đó. Wow. Trăn màu vàng thì chú thấy. Chứ còn trăn này chưa thấy. Yeah. Xuất hiện bạch xà ở Đồng Tháp. Kính thưa các bạn, Phú đang có mặt tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Thời gian gần đây, chú Hậu gọi về kênh Độc Lạ Bình Dương và nói là chú có sở hữu một con bạch xà rất là lạ và chú muốn nhân giống con bạch xà này nhưng mà tìm hoài không có được một con đực để ghép đôi. Vì vậy hôm nay Phú xuống dưới đây, Phú coi thử con bạch xà này nó quý hiếm, nó lạ lùng đến mức như thế nào và muốn kêu gọi khán giả nếu mà sở hữu một con bạch xà được á, thì liên hệ gấp cho chú. Bây giờ Vinh sẽ dẫn chúng ta vào tận mắt chiêm ngưỡng con bạch xà cái. Vinh xin chào quý vị khán giả trên kênh Độc Lạ Bình Dương ạ. Và hãy cùng Vinh để theo dõi và khám phá chú bạch xà của chú Hậu như thế nào nha. Đây là chú Hậu, chủ nhân là của con bạch xà. Con chào chú. Dạ bây giờ chú có thể dẫn con cùng với lại quý vị khán giả mình xem được con bạch xà như thế nào không ạ? Rồi chú dạ. Phải chuồng luôn. Bây giờ Vinh sẽ cùng chú Hậu đi vào tới chuồng của con bạch xà luôn nha cả nhà. Ồ gần đây luôn hả chú? Ôi nó to chưa cả nhà ơi? Nó có cán không chú? Tại vì nó động nó vậy chứ nó không. Ôi nó không ra được, ra nghe con. Ra. Bây giờ chú Hậu sẽ tận tay mà bắt chú bạch xà ra. Ra con. Trời ơi nó nặng. Chú có nặng không chú? Nặng tiếp coi, nó nặng. Con vô con tiếp được không? Được không sao đó. Mà không gì đó. Cái da mắt lạnh à. Chú cầm cái tay con tưởng nó cắn con. Không có cắn. Ra không nổi đâu mà nó nặng. Không thấy. Lần đầu tiên là Vinh thấy con bạch xà như thế này cả nhà ơi. Ôm đi. Các bạn thân mến, chú bạch xà này mà phải 3 người khiêng mới nổi. Ông ra đường này đi. Chú Hậu mà khiêng nó còn phải đỏ hết mặt mày. Mệt. Đại xuống đi. Không đi nha. Dạ. Hôm nay Phú muốn cho các bạn chiêm ngưỡng một loài động vật thuộc hàng độc lạ quý hiếm. Đây là chú Hậu và đây là con bạch xà mà chú sở hữu. Cho Phú biết thử đố các bạn cái con này là con gì. Mình bạch xà thì mình nói giống phim kiếm hiệp nha. Gì đó. Nhưng mà thực sự mắt nó là con gì? Rồi đứng ngay. Em quay cận cảnh cho các bạn xem coi. Rồi quay từ từ coi, quay cái vùng đầu nó. Các bạn coi cái livestream này để lại cái bình luận cho Phú biết thử là các bạn đã từng gặp con này chưa? Tên nó là con gì? Bạch xà. Bạch xà. Bạch xà là cách gọi dân gian nha các bạn. Giờ Phú chạm thử. Ui giời ơi, cái da nó trắng mà nó mượt. Mắt lạnh à? Mắt lạnh luôn các bạn. 30 kg. Gì 30? Cái này các bạn đoán thử nó bao nhiêu ký? Ba thằng khiêng muốn ôm khiêng sống 30. Không có gì đâu, không có. Bình thường. Mình hơn. Không có, mình hơn. Có gì đó. Bê đâu rồi. Khán giả có tiết lộ đây là con gì chưa? Có Khánh? Quá cái giò. Cái nắm được kéo ra, có gì đâu. Gỡ ra. Bình thường. Ôi con trăn này nó khỏe quá. Mày sao mày nói đây? Cái đây là con trăn nha các bạn. Mà là một con trăn đột biến. Như các bạn biết là trăn hầu hết là nó có cái màu vàng hoặc là màu nâu đất. Trên mình nó thì có những cái vằn vện, nhưng mà con trăn này các bạn thấy không? Trắng muốt. Và cái da của nó rất là đẹp. Lát nữa thì Phú sẽ hỏi chủ nhân thử mấy thành phố do đâu mà có được cái con bạch xà độc lạ như thế này. Chú ơi, bây giờ cái trọng lượng ước lượng của nó là khoảng bao nhiêu chú nhỉ? Khoảng 50 kg ạ. 50 kg. Còn về chiều dài?
chiều dài chắc khoảng 3 mét à. Mình sẽ đo nha chú. Rồi đo để chú lấy. Vinh em lấy cái thước để mình đo đạt thử chiều dài cụ thể của nó là bao nhiêu. Các bạn đã từng gặp một con bạch xà nào mà to khủng như thế này chưa các bạn? Nếu mà đã gặp rồi thì để chữ có cho Phú nha. Còn chưa gặp thì để chữ chưa ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đo chiều dài của chú bạch xà này nha. Đây chú nắm em đo cái đầu cho. Rồi, đừng quay gần cái đầu. Mà. Rồi mình để cho nó thẳng ra. Nghe không Khánh? Quay phần thân này. Rồi mình sẽ đo cái sợi dây dọc theo chiều dài của thân bạch xà này nhé. Khi mà đo từ đầu đến tận đuôi của chú bạch xà này á, thì trên dây chỉ số là 35 và ở đây là 3 mét nha cả nhà, là 3 mét 35 xăng. Dạ. Khi mà hồi nãy Vinh á, chú bạch xà này á, là để lên cổ Vinh thì cảm giác rất là nặng và cái như là siết lại nó hơi chặt đó nha. Vinh hồi xưa giờ thì chưa bao giờ tiếp xúc được với những cái chú bạch xà mà to khủng như thế này mà lại còn màu trắng đột biến nữa nha cả nhà. Hay được Vinh được biết á, là về cái màu trắng bạch tạng là một cái loài rất là quý hiếm và nó giống như là gen lặn của con người đó ạ. Chú cũng giống mệt. Cả 1000 con trăng như thế này thì mới có được một con màu trắng á. Cái lưng nó vàng mà cái bụng nó bạch á. Phú. Lưng chú hậu tìm chú trăng này là nguyên nhân nào ạ? Chú coi như là nguyên trăng bày người ta vậy đó. Rồi dạ. Chú thấy con trăng lạ chú mua giá cao và nuôi khoảng 5 năm nay rồi đó. Dạ. Yeah. Hàng ngày thì chú bạch xà này ăn cái gì hả chú? Ăn gà vịt, chuột. Dạ. Gà vịt với chuột. Dạ. Và chú đã nuôi được 5 năm nay rồi. Khoảng 5 năm rồi. Dạ. Lúc mà chú mới nhận về thì chú bạch xà này có chiều dài là khoảng bao nhiêu chú? Chiều dài khoảng 6 tấc ạ. 6 tấc. Và sau 5 năm dưới tình thương của chú hậu đây thì chú bạch xà này bây giờ đã có tổng chiều dài lên tới 3m35 nha cả nhà. Và trọng lượng đâu đó là khoảng 50kg. Cái mong ước của chú là khi mà liên hệ với Độc Lạ Bình Dương á, là chú nói cái gì chú ha? Nếu mà liên hệ với Độc Lạ là Bình Dương được thì nếu mà ai mua trăng này chú bán vì chú cũng cần. Chú bán luôn? Chú bán luôn. Dạ. Thì hôm rồi ở thành phố nó xuống là nó đổi chiếc cho chú chiếc SH. Ồ. Nhưng mà chú không chịu. Ồ. Nhưng mà thí dụ bây giờ nếu mà mua được ai mua từ giá 100 trở lên chú bán. 100 triệu? Rồi. Dạ. Chính xác là bao nhiêu hả chú? Khoảng 90 triệu bán. Yeah. Bây giờ chú mua 90 triệu bán. Và con được biết là chú đang muốn tìm một trăng đực. Nếu mà ra không được thì chú tìm trăng đực chú bỏ nọc, trăng đực màu trắng vậy. Dạ. Yeah. Tại sao chú không tìm những loài trăng màu đen hoặc là trăng nó bỏ trong trăng đực màu đen trong đó nó đâu có nhảy đâu. 2-3 năm nay nó không nhảy luôn. Dạ. Yeah. Đây. Thưa cả nhà thì chú hậu đây đã tìm một chú trăng màu đen để mà phối giống với lại chú trăng bạch xà. Nhưng mà không chịu. Nhiều lần rồi chỉ muốn là một người bạn cũng giống như mình là cũng màu trắng vậy chú. Thả vô được chưa? Cái vảy của chú trăng này cả nhà nó rất là bóng nha. Và mình sờ là cảm giác như là vảy của cá vậy đó. Mát. Dạ. Khi chú khi mà nuôi chú trăng bạch xà này á, thì khó khăn nhất là chú như thế nào ạ? Nói chung nó cũng không có khó khăn gì. Dạ. Với là mình nó đói là mình cho nó ăn gà vịt. Dạ. Tháng bắt đầu nó lột nó mỗi lần lột là nó mỗi lần lớn. Ờ. Rồi bắt đầu mình cứ cho ăn tiếp vậy. Lột da hả? Nó lột da. Dạ. Da nó lột là lớn. Dạ. Cái dấu vết này là dấu vết mấy anh ở thành phố xuống mượn ôm đang mà đi quay phim đó rồi nó. Dạ. cọ với lồ nhựa. Dạ. Khi mà con thấy con để chú bạch xà này lên trên đầu á, nó xít đúng rồi, nó dùng nó gồng mà. Vậy thì nó có nguy hiểm không chú? Không, nó bình thường. Dạ. Không có gì hết. Con không thấy trên đầu của chú bạch xà này có cái vết sẹo này, không biết là từ đâu chú. Coi như chỗ đó trống là bị mũi cắn á. Mũi cắn á. Không có trùng mồm mũi cắn anh á. Ban đầu là tối là bắt đầu khoanh tròn lúc mỏ vô mình anh á. Dạ. Con thì thời xưa giờ con gì con cũng sợ hết. Này không sao đâu. Dạ. Bình thường.
Cả nhà mình ơi, nếu mà ở Việt Nam mình có cái chú chăn đực nào mà lại bạch tạng nha, thì có thể liên hệ với lại chú Hậu để có thể phối giống với lại cho nàng bạch sàn màu trắng này. Dạ. Chú có thể liên hệ với chú theo số điện thoại nào ạ? 034 986 3843. Dạ. Nếu mà quý khán giả mà có một chú chú chăn đực bạch tạng thì có thể gặp chú Hậu đây và phối giống với lại chú cô này bạch sà như thế này, rất là to. Cái giống cái con nó ra chắc là cũng đáng giá lắm chú ha. Chắc có thể là nếu mà nó ra chắc đáng giá. Chú mua cái giá sao chú kể lại? Chú mua hồi chú mua con trăng này là 3 triệu mấy đó. Dạ. Nó có mấy ký à? Trời ơi, nó có đâu hơn một lạng, hơn 100 gram hả? Hơn 100 gram. Bởi vì nó mới nở mà. Dạ. Sau 5 năm chú Hậu nuôi thì bây giờ nàng trăng bạch sà đã lên tới kích thước là 3m35 và trọng lượng của chú là khoảng 50kg chú ha. Ừ, khoảng 50kg. Dạ. Đó cả nhà thấy không? Bây giờ chú trăng này khi mà không có uống cong nữa, chiều dài hết cỡ mình có thể đo nhiều khi lại hơn 3m35 đó cả nhà ơi. Dài ghê không? Dạ. Đây ạ. À. Anh Phú cần em. Các bạn thân mến, Phú xin hỏi thăm lại một tí là bạn nào đã từng thấy con trăng bạch sà đó thì các bạn để lại chữ có nếu mà các bạn đã từng thấy nha, và những cái bình luận mà có như thế là nhóm Phú sẽ cố gắng là tương tác lại để hỏi thử là có con trăng đực nào để phù hợp tới phú giống với chú trăng, với cô trăng cái này ha. À, giờ các bạn sẽ được xem cận cảnh cái khuôn mặt của nàng bạch sà nha. Đây các bạn coi đây, đôi mắt màu đen, cái lưỡi màu hồng nhạt, cùng với làn da là trắng muốt. Cái da của nó rất là đẹp các bạn, mịn mát. Như các bạn thấy phải ba người khiêng mà cũng phải cố gắng gồng sức nó mới chịu mới khiêng nổi. Đâu nó quấn rồi các bạn. Nó tự nó vô à, tự nó bò vô à. Để xuống này nó bò vô. Này trăng cái. Trăng cái. Chú Hậu ơi, cho con hỏi kỹ về cái sinh sản của trăng này như thế nào nha chú. Như bình thường á, là một năm thì nó có đẻ bao nhiêu trứng không chú biết không? Hồi trước đây chú có nuôi trăng nái thì nếu mà chú nuôi 3 năm ở chú đẻ, cho nó đẻ. Dạ. Cái lứa đầu nó khoảng 30 con. 30 con. À. Dạ. Cái lứa thứ tư đó là coi như là để coi cái đợt đó tôi nuôi là lứa thứ tư là được năm mươi mấy con á. Năm mươi mấy trứng á. Là tức là chú cô trăng bạch sà này là đẻ ra năm mấy trứng rồi. Chưa bỏ nọc mà đang tìm chồng cho nó mà. À, đang tìm chồng cho nó. Trước đây thì có nuôi trăng đẻ nhưng mà không phải trăng loại này. Dạ. À, nhưng mà bây giờ là bắt bạch sà này nuôi rồi kiếm chồng cho nó đặng cho nó đẻ mà chưa có. Dạ. Con được biết là nhiều lần chú cũng muốn phối giống là chú trăng bạch sà này với lại trăng đen đúng không ạ? Trăng nâu. Được. Dạ. Mà cô không chịu. Không chịu. Dạ. Không chịu. Chắc là cô chỉ chịu màu trắng cùng với lại cô ta. Đúng rồi, đúng đồng màu nó mới chịu, đồng màu nó mới chịu. Dạ. Ừ. Vậy thì cái mục đích ban đầu á chú nuôi trăng để làm gì ạ? chú nuôi lúc đầu tiên á thì chú nuôi là trăng, lúc mà trăng nó có giá. Dạ. Chú nuôi trăng nái, chú bán trăng con. Dạ. Rồi trúc lúc cái chuồng của chú là chú cũng để đây mà mất hết con trăng khoảng 80kg, bị ăn trộm vô nó cắt sắt nó bắt mất tiêu rồi. Dạ. Trăng 80kg là to lắm đó, trăng cái mặt cái bề quanh nó gần bằng cái mặt đó mà. Ui trời. Rồi dạ. Chú mới nghỉ nuôi một thời gian. Dạ. Nghỉ nuôi một thời gian rồi sau chú gặp trăng này chú mới mua về chú nuôi kiển chơi. Dạ. Khoái nó. Cũng nhiều người hỏi mua lắm mà ta kiểu mình ta chia lại giá rẻ chứ lúc mình không cần tiền nữa thôi. Dạ. Không có bán, cũng nhiều người chia. Nói chung là nó đi nó xảy hết 3 lần rồi đó. Dạ. Ừ, nó xảy nó ra cái rồi nó ra bữa về bữa cái nó về đây nó tìm đường nó lên bởi vì cái thành này cao quá nó lên không nổi. Rồi có lần nó ra lộ nè, cái dân người ta gặp người ta bị gì lạ quá, người ta đâu dám bắt. Ừ. Rồi người ta mới kêu, kêu cái rồi bên đây nè, nó trời ơi, trăng của ông Tư Hậu chứ trăng của ai, ở đây chỉ có mình ông có trăng đó à. Thành ra là nó ra bắt ôm chạy vô. Yeah. Rồi anh đi lần thứ ba nữa là khoảng 4 ngày tìm không gặp, rồi chắc nó đi luôn rồi, tính đi luôn rồi, sao vô trong nhà bếp nằm trong. Trời ơi. Nó không có đi đâu luôn á. Các bạn có nghe rõ chú nói không các bạn? Con trăng này đã xảy ra đến 3 lần rồi mà không mắc. Mà đặc biệt là lần cuối là
nó mất tích tới 4 ngày nhưng mà cuối cùng nó vẫn quay về. Vô nhà bếp nở rồi à. Như vậy là đây là chú Trăng thông minh đấy chú bộ. Mình không biết nó làm sao chứ thấy nó không có đi luôn. Nó cứ là nó đi là nó ở vòng đây thôi, là mấy đi mấy lần là ở vòng này thôi, nó ra ngoài đường lộ đó nó nằm rồi người ta gặp trắng nó lạ quá người ta không dám bắt. Người ta kêu tôi nói ở đây là chỉ có ông này không có ông Trăng đó thôi chứ không ai bị về sớm này tôi biết nè. Xe chạy ngang nó gặp đó nó ngừng lại. Rồi hỏi gặp quá lạ quá sợ rồi hỏi rồi người ta nói của tôi rồi. Ra bắt ôm vô. Con bạch xà hay là con Trăng bạch tạng thì ở trên mạng Phú thấy cũng có. Nhưng mà cái điều đặc biệt là con Trăng này kích thước như vậy là khá to so với những con Trăng mà trên mạng người ta họ chụp hình đưa lên. Còn bản thân chú thì sao? Chú thấy một cái con bạch xà nào mà kích thước nó bự bằng con Trăng người chú chưa? Chưa, chú chưa thấy. Chú chưa thấy con Trăng nào mà bạch xà mà bự vậy hết. Trước đây thì chú có nuôi con Trăng gấm là khoảng 70 kg là bị mất là cũng tại cái chuồng đó đó. Đây là cái video tuyển chồng cho bạch xà nha các bạn. Bây giờ là rất là mong các bạn nào mà nhất là những cái trại mà nhân giống nuôi Trăng á mà có một con bạch xà đực nào á thì gọi ngay cho chú để chú mang lên chú cho hai đứa nó động phòng. Chú có biết là bao nhiêu là con Trăng của mình mà nó đạt cái trọng lượng tối đa là khoảng bao nhiêu không chú? Nó lớn á, nó bự á. Nếu mà bị gì thằng này là chú nuôi chưa nó biết bao lớn chứ chú theo chú biết á là nó nếu mà nuôi lớn hết đát nó khoảng từ 100 kg chứ không dưới nữa. Cả trăm ký. Dạ, cái ngày mà nó ăn mà sung sức nhất là nó có thể ăn hết một con gà không? Ba con. Mỗi một con 1,5 kg là nó quất 3 con mạnh giỏi. Rồi ơi rồi. 3 con á. Mà vịt. Nó thích ăn gà đã làm rồi hay là gà bình thường? Nguyên lông gà để nguyên lông, vịt để nguyên lông vậy cho nó ăn hả? Vậy là mình phải tốn kém lắm á, nuôi nó là tốn kém lắm á. Nói chung là một tháng có khi một tháng cho ăn một lần một hả? Vậy hả? Tháng cho ăn lần một nó lột ra rồi bắt đầu là nó mới tiêu quá cái đó xong mình mới cho ăn tiếp tục nữa. Dạ. Có khi 2 tháng không tiền mua cho nó ăn rồi cứ bỏ đói luôn. Bỏ đói 2 tháng luôn. Trời ơi tội quá vậy. Nó ăn xong rồi bắt đầu là nó tiêu xong bắt đầu nó lột xong nó tiếp tục cho ăn nữa. Dạ. Sau khi cô nàng bạch xà này ăn xong thì bao lâu mới bắt đầu lột da hả chú? Khoảng 1 tháng sau là bắt đầu nó lột. Dạ. Bắt đầu nó lột da. Dạ. Bây giờ ví dụ như là người ta họ có một cái con Trăng đực, người ta cho địa chỉ rồi chú mang Trăng cái mình lên để cho nó ngủ chung ha. Nhưng mà nó bị gì con Trăng là nó có thời điểm. Dạ. Thời điểm nó mới động đực. Như là cái thời điểm này nó qua rồi. Ồ dạ, sao dấu hiệu nào mà chú biết ạ? Là coi như bị gì trước đây chú có nuôi Trăng nái, nếu mà con Trăng á với con rắn, mấy cái con Trăng với rắn á động đực, cái thời gian động đực từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 đến tháng chạp âm lịch là nó động đực. Cỡ này là bắt đầu nó mang trứng rồi đó. Dạ, nghĩa là nó động được khoảng 2-3 tháng. Dạ. Cỡ này mang trứng bắt đầu tháng 4 tháng 5 bắt đầu nó đẻ. Khi nó động được chắc là nó nhào lộn ghê lắm ha. Không, nó bò nó coi như nó muốn phá chuồng nó đi đó. Nó muốn phá chuồng đi á. Động lực là nó phá chuồng đi á. Nó cũng giống Vinh á. Đó các bạn, cái chuồng này cũng khá nhỏ so với cái chiều dài của nó, bây giờ là nó phải gấp đôi cái thân người lại thì ở mới lột cái trong á, các bạn thấy không? Nó đâu bò thẳng được, cái chuồng nó không bò thẳng được. Không bò thẳng được. Mà bán không được thì chú cứ để ra chú cắt cái chuồng to lên. Cắt cái chuồng dài ra nữa. Nếu mà kiếm Trăng đực cho nó được. Kiếm Trăng đực cho nó được rồi coi như là phối giống nó rồi để là cứ nuôi nái. Mấy lần mà nó tới cử mà động gọi là động đực mà nó không được thỏa mãn thấy cũng tội chú ha. Bởi vậy nó cứ bò vòng hoài trong cái thời gian đó, nên nó cứ bò vòng trong chuồng hoài. Không ăn. Mà nó đặc biệt có một cái là khi mà nó chịu đực rồi thì coi như trong vòng 3 tháng là mang trứng là không ăn. Ăn. Rồi tới 3 tháng sau là nó đẻ. Ấp trứng không ăn luôn, coi như là hình như 5 tháng là không ăn uống gì hết. Khi mà nó có chữa, bắt đầu có chữa. Nghĩa là nó không gặp Trăng đực mà nó cũng đẻ ra hả? Không có. Ý chú nói là khi mà nó có Trăng đực rồi, khi mà nó mang bầu rồi á, khi nó mang bầu rồi là nó không ăn uống gì hết. Rồi bắt đầu nó nằm đó nó ôm trứng, khi mà nó đẻ xong nó ấp thêm 2 tháng nữa, 50 mấy ngày nữa là nó là coi như kể khoảng 5 tháng mấy là nó không ăn uống. Dạ. Cứ nằm vậy hoài nó ấp. Chú có tìm hiểu cái độ hiếm của cái loại bạch xà này không? Nghĩa là trong khoảng bao nhiêu con thì mới có một con, người ta có nói với chú không? Không, chú chưa thấy, chú chưa có tìm hiểu vấn đề này. Yeah. Chưa tìm hiểu là coi như là bao nhiêu con Trăng kia mới có con Trăng này thì chú chưa có hiểu. Trước giờ chú Hậu có từng thấy con Trăng bạch xà nào thứ hai chưa? Chưa.
Chưa luôn. Chưa thấy. Yeah. Chưa thấy. Bởi vì chú nuôi lần đầu tiên mà. Trăng màu vàng thì chú thấy. Chứ còn trăng này chưa thấy. Yeah. Như chú kể là chú bạch xà này là đã 4 lần thoát khỏi chuồng. Đi khỏi chuồng mà yeah, không mắc. Vậy, vậy thì 4 lần đó chắc là động lực đó chú ha? Cái đó là mình không nhớ nữa, không nhớ, không nhớ. Có một lần thì cái chuồng ở dưới chú lót bằng dán đó, yeah. Lâu cái nó mục, cái nó rớt dưới nó đi. Yeah. Phát hiện rồi 2 bữa sau kiếm được về, nó bò về nằm dưới này nè, nằm sát bên đây. Bởi vì nó màu trắng cũng dễ tìm nữa. Yeah, đúng rồi. Giờ mình kiếm vòng vòng cái gặp nó à. Yeah. Đó. Rồi mấy lần sau thì chắc có lẽ là động lực chuồng đó, nó cạy chuồng nó đi. Yeah. Không có khóa cài chuồng đi. đi ra ngoài cái vườn chú cho quay cái vườn mặn đập cũng độc lạ của chú cho. À vậy chú có một cái vườn mặn độc lạ nữa. Vườn mặn của chú thì chắc có lẽ là mấy cháu đi coi vườn trái cây chắc chưa có cái vườn trái cây nào mà trái như thế. Ồ toàn bộ vườn ở đây là đất của chú Hậu hết luôn hả chú? Chú từ đây tới bên đó. Dạ. Từ đây tới. À. Hồi nào giờ có nghe cái danh tiếng mặn Hòa An chưa? Dạ, con thì chưa nghe. Phú chắc nghe quá. Dạ. Mặn Hòa An. Các bạn thấy các bạn, cây mặn của chú Hậu này rất là sai trái ha. Đâu có sai đâu, cái đó chưa có sai. Ủa chưa hả? Mận Hòa An hả chú Hậu? Mận Hòa An. Mấy đứa nhỏ nó vô nó chụp hình liên tục. À. Ô nhìn mận này con cứ tưởng giống như là đào ở trên Đà Lạt á chú Hậu. Giống đào hả? Nó cũng hồng giống cái hoa đào á, hoa anh đào đấy. Kính thưa các bạn, Phú đi đã nhiều nơi rồi mà chưa có nơi nào mà có một cái vườn mận mà nó sai quả và nó đẹp như thế này. Trời ơi. Quay cận cảnh đi Thuận. Da mặn gì nó hồng hào, nó mơn mởn. Ăn mà khi cắn vô một cái các bạn, nước nó tóe ra, nó ngập răng, ngập miệng, ngọt ơi là ngọt. Ngon quá chú ơi. Vàng này nè. Cái này vừa ăn ngon mà vừa làm cảnh đẹp nữa. Ừ đúng rồi. Này con thấy là làm bonsai còn thích hơn mấy cây mai nữa. Đúng rồi, bây giờ chú là chú tính ra con trăng đó. Chú là coi như lấy vốn lần mà chú làm cái mùng trồng hết. Trùm hết cái clip bề dài là 150 thước này. À, ý là chú muốn bán con trăng nó đi rồi sau đó mình lấy vốn mình chăm sóc cái vườn mặn mình hả? Chăm sóc vườn mặn đó. Ý là chú ơi vậy, còn trăng là cũng thương nó lắm, chú muốn bán nó đó. À. Mà chú ơi, cái loại mặn này đó, hồi nãy chú nói tên nó là gì nhỉ? Mặn Hòa An, đặc sản của Đồng Tháp. Mặn Hòa An. Cái này chú có bán giống không? Có, chú bán giống, nếu ai đặt giống chú mua chú bầu chú bán. Dạ. Yeah. Cái cây này là chú cho trồng bao lâu rồi nó có trái vậy? Cây này thì chú trồng khoảng 2 năm rồi. 2 năm. Còn mấy cái cây trong kia, mấy cây kia trái cũng nhiều nhưng mà cây nó lão rồi, trái nó cũng nhiều nhưng mà trái nó nhỏ. Đó các bạn. Bạn nào mà không thích mua trăng thì mua giống mặn, liên hệ chú nha. Trời ơi mặn quá đẹp tuyệt vời. Ăn ngon ơi là ngon luôn. Xưa giờ chưa ăn cái mặn nào nó ngọt mà. Ngọt mà chua không? Ngọt mà chua như thế mặn này á. Để chú kiếm cái đùm nào ngon ngon chú bẻ cho một đùm bỏ lên xe. Dạy đây cái lần này cây này mới giữ trái nè. Lộn muối tôm nha. Bá cháy luôn. Ờ lần này cây này mới trái mới giữ nữa nè. Đâu? Trời ơi. Chú phải lấy dây chằng đó. Trời ơi là trái. Cái này là đạt tới cái độ chín tối đa nó chưa chú? Chưa. Nếu mà chín tối đa của nó là cái rau này nó phải đen lại. À vậy hả? Đen lại nó mới ngọt. Này các bạn, nó hồng hào vậy nè. Để con hái thử cái trái này con ăn coi. Trái hồng rau đen ăn nó mới ngọt. Ngọt chưa? Mặn ở đây có phun thuốc không chú Hậu? Không, mặn cái này chú không có phun thuốc, chú xài ba cái thuốc chống thuốc sát trùng chống con ruồi vàng không à, dưới chú đẳng thì chú trùm mùng. Cái trái này nó lần lớn. Đầu tiên ăn mặn tận gốc á. Ôi giống mặn này tuyệt vời thiệt chứ. Mình có đất mình đem gì mà trồng hết. Ăn đi. Ăn đi. Rồi, cảm ơn. Rồi các bạn. Nè.
Hôm nay được ngắm nàng bạch xà và ăn những cái quả đầu tiên như thế này rất là đẹp. Dạ bây giờ chú giống như quả đầu tiên rồi đúng không? Chú dài đây, đây là ngoài là nó trái vậy không đó. Dạ. Đỏ trên cây vậy đó. Ui giời ơi. Cái giống mặn này tuyệt vời quá các bạn ơi. Đó các bạn, đọc lại Bình Dương thì nhiều lúc người ta nói nhảm nhảm nhưng mà đi đến nơi mới biết hả? Mình được cái là tụi mình sẵn sàng đi đường xa hàng trăm cây số để tìm những cái câu chuyện có thật, thú vị để dâng hiến cho cộng đồng. Những cái con vật lạ lẫm, những cái giống cây lạ lẫm. Các bạn xem nếu mà thấy nhảm nhảm quá thì các bạn bỏ qua nha, các bạn đừng có chửi tội nghiệp. Đi xa rồi về bị nghe chửi nó buồn lắm. Rồi các bạn nào thương thì hãy chia sẻ, để lại cái like dưới cái video này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video thú vị tiếp theo. Chú Hậu ơi, con đến đây thăm chú và con có một ít quà từ Đọc Lại Bình Dương con gửi chú, cùng với lại một ít tiền để chú lo cho bé Trăng. Dạ. Thay mặt Phú với đoàn quay phim Đọc Lại Bình Dương, gia đình chú rất mê các cháu. Dạ. Mong gặp các cháu nhiều lần nữa. Con chúc chú nhiều sức khỏe ha. Dạ, con cảm ơn chú. Xin chào cả nhà.